Đánh lên luôn nè. Em đi rồi. Quá đã. Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog nha. Đây, anh em mình tiếp tục đi câu nè. Trong ngày buổi sáng, bây giờ anh em mình tiếp tục đi câu. Anh hai đang làm con mồi để chạy cá dũa, cá thu, cá nhồng. Đấy, và loại cá săn mồi chính. Nhưng mà đầu mùa này thì bắt đầu vẫn là mùa con cá dũa. Quên gọi cá dũa thôi, nó khác gọi cho cá nục heo. Giờ sẽ làm 4 con mồi. Ra 4 cái cần, chạy trước mọi người nha. Chạy dọc dọc mấy cái trà này. À, hy vọng hôm nay sẽ được có cái dũa đi quay kéo cho mọi người xem. Rồi, tiến hành chạy đâu rồi. Anh hai khoe đồ Mỹ mà cá đứt cước luôn, đứt lưỡi luôn. Mình bắt đầu ăn rồi đó, mình thấy nhảy không đó. Ồ, cá cũng nhỏ không lớn. Gơ nhảy. Mỹ là chắc Mỹ Tho quá. Mỹ anh hai chắc Mỹ Tho rồi. Nó cầu quá nè. Rồi cái ngồi vô lại hả? À, tôm dốc vòn nữa hả? Cứ quá chả. Bất tì vẫn ngắt không thấy ba nhảy tưởng như cái thu á. Dạ.
nó nhảy lên cái ầm, nó đưa ra cái ầm luôn. Cái này nó đi qua bên kia luôn. Ngu lên đây nè. Đưa lên đây luôn hả nè. Đưa luôn lên đây luôn khoan hả. Cái này vậy. Trời ơi vậy. Nó chạy lên trái đất kìa. Đấy. À, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tao bò đứng mạnh quá. Đánh lên luôn nè. Heo tiêu rồi. Quá đã. Đau quá. Đất lưỡi mà tóm lại. Ok, giờ để thay màu khác rồi nhé. Bơ lòn rồi. Bé nữa rồi. Giờ đây đây. Bé rai luôn. Em làm hai câu luôn mọi người. Mình hai lửa bị chặt mất cái dây câu. Để lo đang tóm lưỡi. Hai em quất hai cần luôn. Do anh hai bị tụt cái ống cầu ra nè. Để xử lý cái ống cầu vô trước. Cá tính sao? Giao điện rối. Tại cá dũa này thì cũng bình thường mà. Chứ còn mà. Rồi, bị chặt mất con kia rồi mọi người. Giờ mình sẽ kéo con này. Hai nữa cứ cước mạnh ổn vậy nè. Cước thì mới thấy mà mạnh tanh nè. Bọn nó nhỏ mà. À có nguồn bị chót mà. Đúng rồi, sư phụ quá khác. Thả mồi ấy xuống là giáo liền. Ừ, chạy xanh lè. Cơ
đó. Dạ. Sợ nó vô lít chứ. Đứng đau lên. Mày ở ngoài. Ai không à? Ừ. Ngừ à? Sao sao vô em ở đây. Lên lên. Ờ, nó ngừ ra chả. Nó ngừ à? Đây. Ngừ. Ngừ nè. Ồ, nó ngừ à, người quê luôn rồi. Lấy cái ngừ ra chả. Nó ngừ luôn rồi. Này hồi nãy gặp nữa là ngon rồi. Chặn ngừ luôn đi. Từ vô. Lấy con ngừ đó. Con ngừ đó. Lấy. Rồi rồi. Cháu hả? Hay quá anh hai ơi. Đó đó nhảy rồi. Em kéo cho, em kéo cho. Em gặp lại giùm em nè. Cứ con này to nha. Con này to nha. Chứ bọn này nhớ trật nhất vậy quá tôm mà. Bo lần trật là lần thứ bo thì nó dính rồi chứ. Chưa thấy ba nhảy lại luôn nè. Đó mà đi xuống á. Đó. Đó đó đó. Đó đó. Đâu có đi qua bên này đó. Mua kẻ ta đây, sắp đây đây. Bút xuống rồi mua sắp đây. Cơ. Wow, wow. Quá dữ, quá dữ. Chơi cái lông luôn. Vô chuồng luôn. Vô. Hay quá anh hai ơi. Yo, yo.
cái rồi thẻ luôn không? Xuống dưới hả? Sáng sáng thì sao nè? Lên lá anh nè. Yeah. Yeah. Tới bữa. Yeah. Dạ. À. Nước ngoài trong rồi nó đang đỏ rồi. Chiều chắc rút cạn rồi gớm ạ. Một ai ba yeah. Dạ. Rồi.